Cậu kiểm tra giùm tôi giá và chất lượng sản phẩm của hai công ty này, sau đó báo cho tôi biết công ty nào tốt nhất. Trời ơi, xuất sắc, đẹp dữ ta. Giỏi dữ ta. Cái này quấy đâu ta? Cái này một là ở dưới miền Tây nè. Mà tỉnh nào ta? Mà cái... Nè, bà nói con vô công ty để coi ba làm việc để học hỏi, chứ đâu có nói con cắm đầu vô cái máy quay đâu. Bà ơi, cái chuyện công ty, chuyện làm ăn của ba, con đâu có rành, đâu có giỏi đâu. Con chỉ đam mê mấy cái này thôi. Những cái clip quay này bà thấy không? Cực kỳ đẹp, quá khéo luôn. Cái này còn up bên kênh của con cái hả? Con kiếm tiền nhiều lắm á. Bà nói chuyện nghiêm túc, bà không có giỡn đâu. Ủa, con cũng nghiêm túc với ba mà. Mấy cái này là đam mê của con, còn chuyện kinh doanh nó không phù hợp với con đâu. Đam mê á, vậy sau này con có nuôi được vợ con có con không? Trời ơi. Ủa mẹ, hai cha con nói chuyện gì mà rơm rã quá vậy? Ủa sao mẹ vô đây vậy? Ủa, công ty của chồng tôi muốn vô giờ nào tôi vô chứ. Nè, mẹ có đem trái cây cho con nè. Bà vô mà không báo cho tôi biết trước, lỡ khi tôi có khách thì sao? Tôi gọi điện thoại cho nó, nó kêu là ông gọi nó vô đây, là tôi biết con tôi ở trong đây, cho nên tôi đem trái cây vô cho nó ăn. Chứ không phải bà sợ tôi ăn hiếp con trai cưng của bà nên lật đật chạy vô đây binh nó hả? Ông làm như nó không phải con ông vậy đó. Con trai của tôi có một đứa tôi phải cưng chứ sao. Ăn trái cây nữa đi con. Mẹ thương con nhất luôn á. Đúng rồi. Con cảm ơn mẹ. Nè, vài bữa nữa thằng Khôi nó sẽ qua bà Kim Ngọc để bàn hợp đồng. Con cứ theo nó đi. Mấy chuyện đó con đâu có biết gì đâu còn theo. Không biết rồi cũng biết. Thằng Khôi nó giỏi lắm, con cứ theo nó học. Thì thằng Đăng Khôi nó giỏi thì ba có chỉ cho nó hết đi. Sắp tới dù sao nó cũng là người nhà của ba rồi. Ủa, đây thằng Khánh nhắn nè. Trời, đừng quay rồi. Bối cảnh đẹp con được quay rồi bơi. Con đi trước nha ba, con đi trước nha mẹ. Để người ta quay trước là chết con luôn á. Trời ơi, mẹ mới nè, em vô mà. Con đứng lại đó, ba chưa nói hết mà. Không được bơi, con xin cái bối cảnh này lâu dữ lắm rồi. Bây giờ không quay á, người ta quay trước con là chết con luôn á. Dạ con thưa ba mẹ con đi nha. Ờ, Tùng, Tùng à. Con, đi từ từ thôi nha. Cái thằng này, nó hư là tại bà đó. Nó lớn rồi, ông cũng biết tính nó mà. Ông cứ để nó vậy đi, thêm chừng vài tuổi nữa thôi, nó thấy bạn của nó làm ông làm bà là tự động nó suy nghĩ lại à. Ông lo rồi chứ. Tôi với bà có chờ được tới lúc đó không? Rồi cả cái sản nghiệp này á, để cho con rể của bà chắc. Gì rể? Trời ơi, phải để cho con trai mình chứ. Còn con rể tự để nó nai lưng ra nó làm. Ở đâu có sẵn vậy? Bà tưởng á, thiên hạ bây giờ dễ dắt mũi lắm sao? Cỡ nó cũng được nhiều công ty khác săn đón rồi đó. Trời, còn con Hải Yến của nhà mình đó, chắc gì nó chạy khỏi đây. Nhưng mà tôi muốn cái sản nghiệp này á, phải giao cho thằng Tùng. Thằng Khôi nó không đơn giản như bà nghĩ đâu. Tôi cũng phải dè chừng nó vài phần đó. Một cơn ngất mơ vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.